để cho xe chạy cho Tết nha. Rồi chào sư phụ nha. Rồi chào anh em nha. Ok sư phụ. Đó, xe lên là giật mạnh cho anh em liền ha, rất là nhẹ xe đó. Chào anh em Phú Chờ 125 nha. Cái xe bị tuột nồi giờ mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì cấu bên này mình sẽ đi phun hình nồi thái chủ xe. Thì sẵn này tâm sự với anh em luôn, thì chủ xe không có tiền cho nên là mình tặng chủ xe một bộ nồi theo xe nha. Cái bộ nồi theo xe thật sự là của những chủ xe khác bỏ thôi, nhưng mà nó còn đẹp nha. Đó, hai nhông nồi còn đẹp nè đó. Còn cái bộ của chủ xe thì nó bị là mòn lõm rồi, quá khủng khiếp nha ha. Rồi chào sư phụ nha. Rồi chào anh em nha. Rồi cái phần cái bố sắt của chủ xe thì bữa nay giới thiệu cho anh em ha, nó mòn chai rồi, bố dán rồi nha. Đó, với lại là sắt cháy đen thui rồi đó. Cái chuồng heo thì nó bị sọc huyết nè đó. Thì cấu hình này thì mình sẽ đi chủ xe bộ nồi mới nha. Rồi giới thiệu sơ qua cho anh em tham khảo luôn. Thì cái phần nồi mới mình sẽ đi chủ xe là phun cái chuồng nồi mới nè, mấy can sờ be nha, bao đẹp cho anh em ha. Đó, đi phun chủ xe là bố thái chủ xe đó, 1, 2, 3 đó, bao đẹp cho anh em ha. Bố thái là bố bản dài một mình cho anh em nha. Rồi về cái phần nồi sau mình đi chủ xe là phun là bố nồi sắt nồi thái đó, đi phun chủ xe là bốn lá bố mới nè, bố đinh thái chủ xe nha, bố bằng lớp mình cho anh em ha. Đó, quá đẹp nha, bốn lá nha. Còn sắt mình sẽ đi chủ xe là phun là ba sắt mới chủ xe đó, 1, 2, 3 ha, trắng đẹp một kinh của anh em luôn đó. Anh em muốn làm nồi thái giới thiệu cái nồi so luôn, thì tại cái lò so cũ bị lúng xẹp rồi, mình đi chủ xe cái bộ lò so nồi mới luôn nha, bao đẹp cho anh em ha. Đó, thì anh em muốn làm nồi khu trời 125 thì gặp sư phụ nha, sư phụ thành là kiểm tra và làm cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em luôn. Rồi, chào anh em Phú Chờ 125 nha. Sư phụ Hành ráp cái nồi mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì cấu cái này thì sư phụ mình đi phun cái hình nồi bố thái chủ xe nha. Đó, thay chuồng mới, bố mới, sắt bố mới, lò xo mới nha. Thì đầu tiên anh em sẽ cho cái lá bố sắt vô cái phần đế nồi. Đó, thì gồm có hình là 4 bố và 3 sắt nha. Đó, anh em lắp xen kẽ từng bố từng sắt nha. Rồi, giờ mình tiến hành là cho định tâm cái phần lá bố nha nha. Rồi mình tiến hành là cho cái lò xo vô cái thằng đế nồi. Lò xo thì nó có hai chiều, anh em để chiều lớn nằm dưới, còn cái chiều nhỏ nằm trên nha. Đó. Rồi lắp đầy đủ 6 con, mình tiến hành là cho cái nắp ép nồi vô nha. Rồi mình lắp bên ngoài xong xuôi rồi mình sẽ cho vào bên trong nha. Thì có hình mình sẽ cho cái phần chuông với lại là phần nồi sâu nha. Cái phần bố càng thì anh em lắp sau cũng được. Đó, trước khi cho vào thì anh em nhớ để cái nhông nhỏ nha, nhông giống vòng á, nhông mới tắt á, thì trùng với nhông lớn. Rồi tiến hành là cho vô cái phần cái nhông lớn nồi sâu nha. Rồi mình tiến hành là cho cái phần bố bắc càng vô nha. Rồi tiến hành là tới cái lòng đền chặn phe, lòng đền outside và tán nồi trước. Rồi xuống hành tiếp tục bắn nồi trước qua nồi sau nha anh em. Rồi mình bắn nồi trước, mình lắc kê cái phần lòng đền chặn phe nha. Lắc kê toàn bộ cái lòng đề chặn phe luôn để cho nó giữ cái nồi anh em ha, khỏi bị cua nhớt nha anh em. Rồi mình tiến hành vặn cái nắp lọc nhớt ly tâm rồi anh ha. Thì ở trong cái nắp lọc nhớt ly tâm có một cái miếng roan nha, thì mình sẽ thay mới chủ xe luôn và anh em nhớ cạo hết roan ha. Đó, mình thay mới chủ xe một miếng nắp roan nắp lọc nhớt ly tâm nha. Đó, phun 3 con, anh em nhớ vặn cho nó phần kính thằng này luôn nha, để cho nó bơm nhớt mạnh vô cái dinh anh em, để cho nó nhẹ xe nha. Còn nếu mà nhớt nó tẹt ra ngoài thì chạy rất là nóng máy và yếu xe của anh em ha. Rồi mình tiến hành là siết đều 3 con và mình là lắc kê 3 con luôn. Đó thì sư phụ mình dặn là bao chắc cho anh em luôn. Rồi anh em nhớ vặn kỹ 3 con này nha, nó rất ảnh hưởng tới phần máy của anh em nha. Đó, lọc nhớt ly tâm. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là ốp lốc nồi, mình test xe cho anh em nha. Thì mình sẽ cho bạch đạn nồi vô, cò muỗng vô để mình ốp lốc nồi. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam nha. Hiện tại đang nhận làm xe chơi Tết cho anh em. Thì cái xe này chiếc Phu Chờ 125, xe kia cũng là chiếc Phu Chờ 125, nó hai xe cùng làm nồi. Xe kia thì làm hắn đĩa sau và dọn full xe, xe này thì làm nồi chơi Tết. Rồi cảm ơn anh em nha. Rồi chào anh em nha, sư phụ đã làm xong cái nồi thái chiếc Phu Chờ 125 nha. Sẵn đây sư phụ mình chạy test thử cho anh em ha, phun có hình bộ đồ thái để cho xe chạy cho Tết nha. Rồi chào sư phụ nha. Rồi chào anh em nha. Ok sư phụ. Đó, xe lên là giật mạnh cho anh em liền ha, rất là nhẹ xe đó, bóc giọt cho anh em liền. Đó, anh em muốn làm nồi thái thì ghé Độ Xe Việt Nam bên mình tiến hành là làm cho anh em nha. Rồi sư phụ mình sẽ giật cho anh em thấy không, đó rất là nhẹ nhàng, lên ga có ga cho anh em ha. Đó, lên ga thì nhận bánh cho em liền. Thì anh em muốn làm đồ thì ghé Độ Xe Việt Nam ha. Hiện tại đang nhận làm xe chơi Tết cho anh em. Đó,
nguyên cái dàn xe này là mình đang nhận làm cho anh em để cho anh em chạy chơi Tết nha. Đó. Còn rim này là chuẩn bị lên 54. Rồi, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn sư phụ. Rồi, cảm ơn.